chuyện nhà chị Tám. Ủa Tư, đúng rồi Tư. Lan hả? Dạ. Ủa có Tám nhà không con? Dì Tám đi chợ Tư. Có vậy chuyện gì vậy Tư? À, tại vì dì Tư mà cái chỗ này là cho sinh viên mướn. Dạ. Nhà trọ mà dì Tư cũng ưa đi tới để coi cái sống như thế nào mà. Dạ. Ở đây con thấy thì sao? Dạ thoải mái lắm dì Tư. Dì Tám tốt tụi con lắm. Dì Tám cho phòng con thuê toàn là nữ không à? Ừ, vậy cũng tốt. Dạ. Mà nữ á, mình phải ở sạch sẽ nè. Dạ. Nấu nước cũng phải cẩn thận. Dạ. Ngõ hoàng biết không? Dạ. Ừ, tự yên tâm đi, tụi con an toàn lắm. Cái khu vực này tôi phải thường ra tôi kiểm tra hoài à. Dạ. Tại vì tôi mượn nhà trọ mà. Dạ. Sợ số bồ số bộn lắm. Dạ. Đường nó phố mình sao mà nhìn nó dơ. Dạ. Nó bày hành quá con ơi. Chỗ nào cũng khoan cắt bê tông, vứt hầm cầu, điện thoại số này số nọ tùm lum tà la. Con cũng thấy như Tư. Ừ. Thấy khó chịu như Tư. Bởi vậy alo, dạ, dạ chào anh, dạ xong rồi anh, trời ơi em làm ngon lành lắm anh ơi, dạ, em dán với em xịt đó hả, cả hai bên dãy phố luôn anh, dạ, đẹp, trời ơi bây giờ em đứng hả xa 3 cây số em vẫn thấy rõ luôn á, dạ, dạ, sao anh, xin lỗi anh, dạ đứng 30 mét em vẫn thấy rõ luôn anh, dạ, bây giờ xịt nữa anh, dạ em còn 5 bình, dạ, ok anh, dạ em làm liền anh, dạ dạ chào anh, ê chú em khỏe hả? Dạ chào. Ừ. Bây giờ xịt cho anh hai phát đây. Xịt cái gì hai phát anh? Phát trước ngực rút hàm cầu, sau lưng khoan cắt bê tông. Anh lộ mai rồi đó, em đâu có làm mấy cái xịt gì đâu anh. Dạ em đi nha anh. Ê đứng lại mày, chạy hả mày? Tao theo dõi mày từ cái hẻm bên kia rồi mày, chứ không phải hẻm bên này đâu. Qua hẻm bên này tính làm nữa hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ hả? Dạ dạ em mày, mày người ta xịt ban đêm thôi, mày gan mày dám xịt ban ngày luôn hả? Anh lộ mai rồi đó anh ơi, em có xịt cái gì đâu anh. Lộn cái gì lộn? Dạ em đi nhanh, em đang có công việc gấp lắm anh. Vậy gì đứng đây chạy hả? Chạy đá mà gãy giò mà chạy hả mày? Anh dạ đây đó, lộn không, đưa cái giỏ cho tao. Cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? Dạ đồ nghề của em. Đồ nghề? Đồ nghề phải không? Không có đồ tư trang của em anh. Gì? Dạ em đi học, em mang túi sách này em đi học. Dạ. Trang, này mày đi học mà học cái này này. Dạ. Giỡn mặt cho tao hả? Dạ, bóp cổ rồi bây giờ, giỡn mặt cho tao hả? Anh, đồ bí mật của em. Dép vô mặt mày bây giờ, đứng đó để tao làm việc. Giỡn mặt cho tao hả? Cái này cái gì đây? Cái này cái gì đây? Cái này... Dạ. Hả? Mày đưa cái đầu về đây tôi xịt cho mày, cái đầu mày đỏ luôn. Dạ, dạ, anh thông cảm bỏ qua cho em đi anh ơi, em sinh viên em đi làm em kiếm thêm tiền đó mà anh. Sinh viên dạ. Đi làm kiếm thêm tiền hả? Dạ. Giỡn mặt cái tao hả? Bây giờ theo tao lên phường công an xử lý mày đi. Anh làm gì mà anh bắt em lên phường? Trời, mày hỏi tao làm cái gì vậy? Nhìn kỹ đi, đội trưởng đội dân phòng được không? Đội trưởng đội dân phòng sao? Mặc đồ dân phòng đi mà dân phòng cũng không có quyền bắt em lên phường nữa. Không có quyền bắt mày lên phường đúng, nhưng mà có quyền giao nộp mày cho công an xử lý được không? Đi. Anh bớt giận anh. Anh em nói nghe nè. Cái gì từ từ đi anh. Từ từ cái gì? Từ từ. Bây giờ nộp phạt không? Nộp phạt dạ. thì. Dạ dạ rồi. Dạ, dạ. Bây giờ không ấy. 200. Có gì dữ vậy anh? Cái gì mà 200.000 anh đi ăn cướp hả? Vậy vậy mày? Em làm sinh viên làm gì có tiền anh? Mày phải nộp phạt của tao để bồi thường lại khắc phục hậu quả mà mày xịt với mày dán hồi nãy giờ. Anh bớt giận. Để thương lượng có gì thông cảm cho em nha anh. Thông cảm nó bớt xuống giùm em nha. Thương lượng phải không? Dạ 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 đúng rồi anh. Ừ, thôi, em sinh viên em không có tiền anh ơi. Giờ muốn về phải không? Dạ dạ. 300. Gì dữ vậy? Hồi nãy anh mới gì nói 200, cái thương lượng cái lên 300 là sao? Mày nói vài tiếng nữa tao lên 400. Anh ơi. Mày giờ đưa không? Dạ. Không đưa thì theo rồi, tao rồi, lên phường. Dạ anh chờ em chút xíu anh. Dạ dạ. Gì nữa? Dạ. Hút thuốc lá đi anh. Dạ. Không? Dạ, làm điếu cho nó khỏe. Tao không biết hút. Dạ sao? Tao dạ. Không hút thuốc. Dạ chứ sao anh? Bây giờ nộp phạt không? Không nộp phạt thì đi theo tao lên phường, nói đơn giản vậy thôi. Anh ơi thương cho em, đừng bắt em lên phường, anh em làm. Không lên em. Phường thì đưa tiền phạt. Dạ. Lẽ. Em còn. Gì 10.000 mày? Để 10.000 uống cà phê hút thuốc anh. 10.000 dạ. Tao thấy còn trống rồi. Tao thấy cái tờ xanh rõ ràng. Đưa đây. Dạ. Em đưa anh 10.000 còn 100.000 em ăn trưa với ăn tối. Ăn trưa với ăn tối 100.000 ăn hơn ông nội tao nữa. Dạ. Mày giỡn mặt cái tao hả? Tiền này tao nó cho mày hay trước nha. Tiền này không phải là tao lấy đâu. Mà tao bồi dưỡng cho anh em văn phòng á, đi khắc phục hậu quả do mày làm đó, mày xịt. Mày xịt mày dán hồi nãy giờ. Biết chưa? Dạ.
Còn mày, dạ, thông cảm, tha cho mày đó. Biết. Dạ, dạ cảm ơn. Đây, cái này dạ, để đây. Cái vỏ này để đây, tao nộp cho phường để làm tang chứng, vật chứng. Dạ, dạ cảm ơn anh. Đi không? Dạ, dạ. Đi không? Dâm mố. Chờ gì tôi nghe. Dạ. Gì tôi chặn đường nó lại không được. Sợ một hôm lòng thanh thản. Trời ơi. Đây. Đây. Làm gì vui vẻ vậy con? Dạ, vô bánh vui quá Tư ơi. Vô bánh hả? Dạ, Tư con đi nha. À, nè nè nè, đi đâu gấp như vậy hả? Dạ. À, đi đem cái vỏ tan vật này qua phường phải không? Ủa con đâu có làm gì con lên phường chứ Tư. Trời, bữa nay con có chuyện vui, con hẹn với bạn hai thằng đi tập tạ. À thôi nè, gấp thì nhín chút thì giờ đi. Hai dì cháu mình đi qua bên phường á, chỗ mà nộp tang vật đó ha. Cái mình đưa cái vỏ này cho người ta để cho người ta phường á giải quyết á, những người xuống đây nè. Chùa rửa con coi nè, đó, đó đó đó. Mấy cái chữ mà khoan cắt bê tông nè, rút hầm cầu nè, rồi số điện thoại màu xanh màu đỏ này là mất mỹ quan của thành phố hết trơn à. Đi với dì qua bên đó, đi, đi. Tư, Tư. Gì? Nãy Tư đứng đâu à? Trời ơi, tao đứng, mày đứng trước cửa nhà người ta, tao ở trong nhà, tao nghe mày khoe với thằng nào, mày là lên chức đội trưởng đội dân phòng rồi, chúc mừng con nghe. Dì Tư nghe hết rồi hả? Tao có nghe gì đâu, để dì Tư về khoe với ba má con là con lên chức đội trưởng ăn mừng. Tư ơi, con lại Tư. Gì? Đừng nói ba má con, bà con xỉn vô, ổng đánh con chết. Biết đánh thì sao làm bậy vậy hả con? Hả? Tại vì con thấy nó sao ấy ấy gì con lấy con tính đem lên phường nộp á, chưa kịp. À nó năn nỉ con tội nghiệp phải không? Dạ. Rồi ăn của ta hết nhiêu tiền rồi? Dạ nhiêu? Nãy con không đếm nữa. À con... nhiêu? Mười ngàn. Nhiêu có 10.000 à? Mười ngàn. Ủa thiếu số không, còn số không nữa. Số không là 100 hả? Dạ. Là có 100.000 à? 101. Thôi được rồi, để dì Tư giữ cái tiền này nè. Dạ. Mà con cũng chưa được đi đâu, đứng đây giữ cái vỏ tan vật cho tôi. Tôi đi công chuyện lại đằng kia chút xíu, tôi quẹo trở lại. Chờ bạn, chờ bạn. Bạn tới chi Tư? Tẩy rửa những cái chữ này ha. Ủa, con đâu có làm gì đâu mà con phải đi tẩy rửa. Con không có làm, nhưng mà má con á, nói dì Tư là nó lông bông quá à. Cho nó công chuyện gì làm. Cho nên dì á xin cho con vô cái chỗ mà thanh niên tình nguyện ở khu phố nè, cùng với mấy bạn tẩy rửa những cái chữ ô quế nè, cho cái thành phố mình nó sạch đẹp, nhất là khu phố của mình. Nè, đứng đây giữ cái vỏ này cho dì Tư nha. Dì Tư vô trong đây chút xíu, dì Tư ra đứng chờ tôi nha. Tư ra liền ha. Ừ. Chưa nắng lắm Tư. Trời ơi trời. Anh, chữ cái gì với mày? Cái vỏ nha anh. Nha. Cái gì? Cho em xin lại cái vỏ. Cái vỏ này tao cũng giữ làm gì, thôi mày đi. Dạ, anh biết sao không, em phải xin lại chứ không thôi hả, mất mấy cái đồ này về á, chủ đền em chết luôn anh, em không có tiền á. Dạ cảm ơn anh nha, em đi nha anh. Ê, khoan, không được, cái vỏ này không được. Cái vỏ này lại tao hứa với Tư là giữ để làm trang vật nộp cho phường rồi, giờ đưa cho mày rồi tao lấy gì tao đưa cho bả. Anh thương em ý mà quên nữa mày nữa. Dạ hên quá mày trở lại đây là thằng ngon lắm rồi, ở lại với tao luôn. Một hồi nữa là mấy anh em dân phòng xuống là đi mà chùi rửa ba cái vụ này, khoan cắt bê tông của mày nè. Ủa tự nhiên cái bắt em làm. Ừ, dì Tư bắt á, với ai bắt mày, tao ủa bắt mày chi. Ủa dì Tư bắt anh làm thì anh làm, tự nhiên cái anh kêu em làm. Cái vụ này mày gây ra là mày phải làm. Mày biết là bà Tư là ai không? Là ai anh? Bả là đội trưởng đội dân phòng Tư Đen. Mà ủa? Biết Tư Đen là gì không? Tức nghĩa là bả là tứ đẳng quyền đai đó con. Cỡ tao với mày bú quốc một chưởng một lên trời ở. Rồi thấy ghê quá. Ủa chứ sao nãy anh nói anh là đội trưởng đội dân phòng gì đó? Đội trưởng đội dân phòng là mai mốt rồi. Nào trời. Mà bả về hưu tao mới lên. Trời vậy à, anh xạo để hồi nãy anh kiếm tiền của em đúng không? Kiếm tiền gì? Thôi anh cho em đi. Mày đứng đây đi chờ gì Tư tới chứ không có đi đâu hết. Đứng anh, đây. Em nói anh nghe nè, anh bình tĩnh nghe em nói là ngày hôm nay á, hai anh em mình đều gặp chuyện xui đúng không? Ừ. Em thì mất tiền, còn anh thì mất sức. Mà anh ơi, bây giờ anh bắt em mất tiền rồi mất sức nữa, nhiều quá anh ơi, tội nghiệp em, cho em đi anh nha. Chứ nha. Tao có ăn nhậu vậy, tao có dính líu gì cái vụ của mày đâu, tao cũng bị dính chấu rồi thấy không? Sáng nay gặp mày là cái tao đen như đít chảo rồi. Thôi cho em đi mà. Không được. Có cho đi mày. Anh đẹp trai quá, cao to đẹp trai quá. Được. Thôi, đừng có nịnh, tao đẹp lâu rồi, đừng có nịnh. Khỏi đi. Anh giờ làm sao anh đứng đây chờ dì Tư tới, không có sao trăng gì hết trơn, đứng đó. Tư hay quá. Tư đây con giới thiệu cho Tư biết. Đây đây là hung thủ
hung thủ ra gây ra và cái vụ mà dán sạch à, lên tường. À, thì là cậu này đó hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi cậu nè, cậu nghĩ sao hả? Ngủ một đêm sáng vậy đó hả? Mà cái tường nhà trời ơi nó dơ, nó bầy hầy, nó ô uế hả? Khoan cắt bê tông nè, rồi kìa. Trời ơi, tôi đủ thứ chuyện. Có yêu sinh lý nữa. Đó, mày không có được nói. Đó, ba cái chữ đó có đẹp đẽ gì đâu. Trời ơi, bộ mặt khu phố tôi tự nhiên nó dơ bầy hầy là sao? Cậu nghĩ sao hả? Vậy mới hay gì Tư, tự nhiên ngủ đêm tới sáng cái thấy khu phố mình nó thay đổi, vậy mới hay á gì Tư. Trời ơi, hay ha, mày đá một đá bây giờ mày nghe gì Tư tứ đẳng chứ mày. À, dạ, hả dạ. Mày? Tưởng đâu cái giò này đá hả? Không tới cái mặt mày hả? Vậy chứ mà mày cỡ nào tao đá cỡ đó đó nghe. Trời ơi, cậu nghĩ sao? À thì đây cậu cho cậu là tề thiên ngủ một đêm sáng vậy là cậu biếu quá vậy phải không? Bây giờ nè cậu là tề thiên cậu biếu quá ngủ một đêm sáng vậy mà nó bôi sạch bóc cho tôi được không? Bái phục cậu đó. Ngủ một đêm sáng vậy mà làm sạch hết. Ừ. Dạ dạ. Gì tôi chứ anh này chùi nè. Con. Tại sao anh này chùi? Anh này đâu có làm mà ảnh chùi hả? Tao có dính líu vậy. Hồi nãy gì Tư ở đây nói ảnh ở lại chùi mà con đâu có trách nhiệm gì đâu gì Tư. Con đồ đạc gì? Dạ, cái này là đồ nghề của nó. À. Đồ nghề thì sao? Dạ. Hả? Cậu đi lại cậu, cái này là đồ nghề của cậu phải không? Của cậu phải không? Dạ. Cậu làm cái công chuyện này phải không? Cậu làm công ty của cậu hay là cậu ai mướn cậu? Dạ dạ người ta mướn con á, con tại vì con sinh viên con đi làm thuê kiếm tiền thôi dì Tư. À. Dì Tư hiểu hoàn cảnh của con, thương cho con đi dì Tư. Tội nghiệp quá hả? Dạ, dạ. Sinh viên đi kiếm tiền phải không? Dạ. Tội nghiệp quá. Dạ. Thiếu gì chị không làm hả? Dạ vậy là thấy cái tiền này là tiền hồi nãy của cậu này đó hả? Dạ đúng rồi dì Tư, cho con xin lại dì Tư tiền ăn trưa ăn tối. Xin lại trưa được rồi, tiền này tôi sẽ trả cho cậu. Dạ ha. Cảm ơn nghe dì Tư. Nghe cậu sinh viên tội nghiệp. Dạ. Nhưng mà đồ đạc này tôi giữ lại, khi nào mà cậu làm khu phố tôi sạch đẹp tôi sẽ trả lại hết cho cậu. Dì Tư cho con xin lại dì Tư, cái này của chủ á, người ta mà đền con á, con không có tiền đền đâu. Thì tôi lấy làm gì ha, tôi không có lấy. Tiền nào giữ mà làm sạch thì trả. Ờ đó. Dạ. Còn con nữa, chờ nghe hai đứa bay. Dạ. Chờ đây. Bạn bè đó, con Lan nè, thằng Thắng nè, thằng Quyết gì đó, ba bốn đứa nó tới đây nó kéo rồi. Dì Tư nữa. Dạ. Đó, đi làm cho khu phố mình sạch đẹp hết. Đó, làm cho khu mặt phố phường sáng đẹp lên. Chùi bỏ mấy cái này, hiểu chưa? Dạ, đúng rồi. Ờ, dạ. Đợi đi, chút Lan rồi. Chút mấy đứa tới rồi đi làm nghe chưa? Dạ, dì Tư, vậy con dọn sạch xong mấy cái này, cái dì Tư cho con đem đồ nghề về, phải không dì Tư? Dạ, dọn sạch là cho đem về. Đừng có dán nhiều nữa con, con nghĩ đi. Thí dụ cái tường của con, đó cái nhà của con, cục điện nhà trước nhà con ta treo vậy, ta dán gì con được không? Dạ. Thấy chưa? Nó bầy thầy nó dơ dữ lắm. Mày buồn dạ. Không? Cứ mặt mà người ta dán lên người buồn. Ờ không? Buồn không? Dạ dạ cảm ơn dì Tư. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Rồi. Để coi tụi nó tới chưa. Dạ Tư hẹn nó mấy giờ? Lan. Trời ơi nó đúng giờ dễ sợ Lan. Thằng đấy nè. Rồi. Chị Tư. Ủa mấy đứa kia đâu? Mấy dạ đứa? Hai đứa nó làm bên kia lắm nữa xong nó qua nó phụ làm. Đây 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 xin chịu. Ơi, đây người ta cũng vậy? Là sinh viên nè. Mà người ta tham gia thanh niên tình nguyện nè. Còn cậu là sinh viên, đâu phải ai sai gì cậu cũng làm đâu. Người ta sinh viên không? Người ta sinh không? Thủ phạm, nó sinh viên đó. Trời ơi, mình nói cho bạn biết nha, mình cũng là sinh viên vậy. Mình cần tiền thiệt, nhưng mà đâu phải ai mướn cái gì bạn cũng làm đâu. Đó, thấy chưa? Mình chưa? Phải góp công làm cho sạch đẹp khu phố mình. Đó. Người ta sinh viên, người ta sinh muốn chết, mặt mày thứ góp. Mặt cái gì cái gì? Xấu hổ bây giờ đi làm nha. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Đi làm. Đi. Đi nha Tư. Đi. Đi Tư. Chào chị Tư đi.